Sáng nay, Sở Lao động Thương binh và Xã hội đã tổ chức hội thảo nâng cao hiệu quả thực hiện công tác chăm sóc, bảo vệ và phát huy vai trò người cao tuổi. Tại hội thảo, các tham luận đã tập trung làm rõ một số vấn đề liên quan đến thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả chăm sóc sức khỏe người cao tuổi, giải pháp trợ giúp pháp lý đối với người cao tuổi trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, kết quả thực hiện và giải pháp phát triển phong trào văn hóa thể dục thể thao đối với người cao tuổi, chính sách trợ cấp hưu trí cho người cao tuổi theo luật bảo hiểm xã hội năm 2024, chăm sóc và phục hồi chức năng đối với người cao tuổi tại các cơ sở trợ giúp xã hội. Hội thảo là dịp để các cơ quan, đơn vị đánh giá khái quát về công tác chăm sóc, bảo vệ và phát huy vai trò người cao tuổi trong tỉnh, từ đó thực hiện tốt việc chăm sóc, đời sống vật chất, tinh thần cho người cao tuổi.